camera selfie ẩn dưới màn hình. Xiaomi lần đầu tiên bóng gió về kế hoạch phát triển smartphone có camera selfie ẩn dưới màn hình trên Twitter vài tháng trước, ngay sau khi Oppo công bố công nghệ tương tự. Báo cáo mới nhất từ Tiger Myers liên quan đến bằng sáng chế mới nhất của Xiaomi với công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Bằng sáng chế này đã được cấp bởi CNIPA, cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc vào ngày 30 tháng 9 năm 2018. Nó mô tả các thiết kế smartphone có camera kép ẩn dưới màn hình đây được xem là giải pháp tốt nhất với các hãng sản xuất smartphone để thoát khỏi tai thỏ, khoét lỗ hay module kiểu pop-up nhằm tối đa hóa tỷ lệ màn hình với phần thân máy. Hiện công nghệ này vẫn đang cần được hoàn thiện. Các nhà sản xuất smartphone đang cố gắng tìm ra cách tối đa hóa chất lượng hình ảnh do những sai lệch khi ánh sáng đi xuyên qua màn hình trong suốt. Có thể công nghệ camera ẩn dưới màn hình sẽ được thử nghiệm với các smartphone tầm trung trước khi được trang bị cho các flagship.